Xin chào các game thủ PUBG. Hôm nay Airsoft đồ chơi giới thiệu các bạn khẩu súng mô hình scanner. Đồ chơi mô hình scanner. Đây. Đồ chơi mô hình scanner nhé. Cái này nó chỉ là khẩu đồ chơi mô hình thôi. Sử dụng bắn đạn thạch. Đạn thạch đạn hạt nở 7 mini. Thì bên trong hộp phụ kiện đó sẽ gồm một giảm thanh, một kính, một băng đạn và một lòng dây đeo này. Chúng ta sẽ được tặng kèm một khẩu lục. Đây, một khẩu lục này. Và một chiếc ống ngắm. Ống ngắm này các bạn nhé. Ống ngắm X4. Một phần đuôi này. Được tặng kèm một túi đạn. Pin và dây sạc. Hai túi đạn nhỏ. Và chúng ta sẽ được tặng một cái bia này là bia tập bắn, bia quỷ tím tập bắn nhá. Khi bắn vào nó sẽ ướt cái tấm này, các bạn sẽ bắn vào vị trí này. Đấy, bây giờ mình sẽ nắp ráp vào cho các bạn xem. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nắp ráp luôn, bởi vì có nhiều bạn không biết cách nắp súng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách nắp luôn. Về phía trên này, chúng ta một là chúng ta nắp thẳng thanh. Đấy, hai là chúng ta có thể nắp lòng. Đây, chúng ta phải thấy như này. Đấy. Về ống ngắm. Đây, ở đây nó có một cái ốc này, ra xoáy ốc ra. Xoáy cho nó lỏng ra nhé. Chúng ta có thể lắp vào đây. Chúng ta lắp vào, ta xoáy nó vào này. Tùy các bạn thích để đâu thì cứ để lên cho chắc. Chúng ta xoáy chặt nó vào. Đấy. Về đằng sau thì chúng ta lắp pin nhé. Chưa thử cái nhấp đi này. Chúng ta sẽ nắp pin vào đây. Đút pin vào trước nhé. Đây các bạn nhìn này, đút pin vào đây. Sau đó cắm rắc. Đút vào, đút trả lại không đây. Đấy. Về bán, cái bán này thì chúng ta có thể tăng kích thước của bán ra từ 1 đến 3. Chúng ta tìm vào vai nó cho khớp nhất. Nó giống thật thôi, thật cũng vậy. Các bạn nhìn mình nắp nhé. Nếu bạn không biết nắp thì xem mình nắp đây. Như vậy là mình nắp xong. Và bây giờ là băng đạn. Đây các bạn nhìn cái băng đạn này. Nắp đúng chiều nhé. Đấy, thì mình đã nắp xong. Kính này thì chúng ta sẽ để đề phòng khi tránh bắn vào mắt. Cái này bắn vào da không đo, bắn vào mắt thì không tránh khỏi. Đây là bên này là công tắc cò này. Đấy, điện, bật điện này. Bây giờ mình bóc cò nhé. Đấy, các bạn thấy không? Nhiều bạn các bạn không bắn được, chứ bên mình hoàn toàn bắn được hết tất cả các súng. Mình đã thử và bắn hoàn toàn ok. Còn về dây đeo, đây chính là phần dây đeo. Đây, dây đeo sẽ mắc vào đây. Dây đeo hơi tệ, hơi nhỏ. Đấy, chúng ta sẽ đeo vào người. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ bắn thử. Đây bây giờ mình sẽ thử bắn cho các bạn xem. Khoảng cách cũng không xa lắm. Giờ mình sẽ thử bắn cho các bạn xem khoảng cách nào là bắn nha. Chuẩn không? Đây là 2 phát bắn rồi. Khá là ngon. Rồi bắn tiếp nhé. Scanner này bắn rất là ngon, nhiều bạn không bắn được, mình vẫn bắn được bình thường. Bắn rất ngon luôn. Đấy, phải loại hết đạn nhé.